Trước mặt các bạn đây, chúng ta có 60 chiếc máy chơi điện tử để phục vụ cho minigame ai là người chơi điện tử cao điểm nhất. Quá trình xây dựng thì tôi chỉ tốn 1, 2, 3, 4 và 5 giây thôi mọi người à. Chúng ta đã có một dàn máy mới xịn và hiện đại nhất rồi. 16 thỏ vàng, áo và vương miện đang chờ đón mọi người. Bắt đầu thôi nào. Hiện tại là mọi người đã bắt đầu vào nhà mình để chơi rồi. Và sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ cho đến 5 giờ chiều thì mình sẽ chốt nha mọi người. Mới bắt đầu thôi thì hội nghiện game đã tới để xem là cao thủ nào có thể đánh bại cái trò chơi Mu Mu này để giành top 1 hoặc là top 2 đây. Công nhận chơi dữ ha. Nhưng mà đâu phải top nào cũng chơi game đâu. Bên cạnh đó còn có một top khác đi theo mình. Đây cái top đi theo mình. Mà có những bạn làm mình tổ chức mini game nhưng mà kiểu như là tưởng mình chơi tổ chức trúng tiền, cho nên là không có chơi mấy cái máy này, không có biết á. Thì thật ra là bữa đó là chơi mini game luôn rồi nha. Ở đây có một top khác ký tường, nên là các bạn khi mà thấy mình đứng yên một chỗ là mình đang ký tường toàn bộ luôn rồi đó. Đây đăng ký đây, đăng ký đây. Mỗi lần ký là mình sẽ đều thả tim. Và sau 5 giờ á thì mình có vô. Thì hầu như là mọi người đã đi đâu hết rồi. Chắc là thấy top 1, top 2 là dữ dội quá cho nên là không chơi được rồi. Top 1 là kẹo mút tròn, còn top 2 là hình như các bạn này lúc đầu mình có kết bạn thì phải. Gì chơi ghê trời. Đâu ta, tôi nhớ là lúc đầu ký tường là có gặp bạn này rồi. À đây rồi. B4W nè. Đúng là bạn này rồi. Để mình vô mình gửi thư nha. Ok la, bạn này là top 2. Bạn ốp rồi, không biết là cái vương miện với cái áo bạn chọn cái nào, cho nên là mình tặng lại cái áo nha. Tiếp theo người giành chiến thắng chung cuộc của chúng ta đó chính là kẹo mút tròn. Má ơi, 1000 mấy điểm chơi còn dữ hơn tôi luôn á trời. Đâu rồi? Đây, ủa phải bạn này không ta? Tại vì 5 giờ chốt mà tôi vô bị trễ hơn một tí xíu. Mọi người ốp chân. Rồi chắc là bạn này quá không? Người đã giành chiến thắng chung cuộc trò chơi này. Mặc đồ đơn giản quá tôi tưởng đâu hả? Không phải bạn này không á. Tôi sợ là các bạn khác đổi tên giống nhau á, xong rồi tặng lộn nữa. Ok, và món quà đã gửi tới hai bạn nha. Top 1, top 2. Và các bạn muốn mình làm mini game gì tiếp theo thì hãy comment ở bên dưới nha. Ok la, vậy là kết thúc mini game cho trò chơi rồi. Sắp tới đây ngày 12 tháng 10 thì chúng ta sẽ có một cái bản cập nhật mới do game update nha mọi người. Đây rồi, thấy bà rồi, bộ mới nha, cá mới luôn. Cá nè, cá bóng ma nha mọi người. Trời ơi, bốn bóng ma, mũi bóng ma, nhìn sợ vậy. Cái gì đây? Không lẽ cái đảo KA này sắp tới sẽ là những cái bóng ma này sao? Mà công nhận xịn nha, mình đoán là mấy cái này kiểu có khả năng phát sáng á mọi người. Vô bóng tối là nó phát sáng nha luôn. Ôi, vậy là tôi phải tranh thủ tôi bắt mấy con bộ mới rồi. Tại vì mấy con bộ mới tôi chưa bắt xong nữa, rồi sắp tới là ra bộ mới nữa. Trời ơi quá trời luôn. Không biết bắt chừng nào mới hết đủ bộ sưu tập luôn á. Mà ở đây các bạn có thể để ý là có con rùa đó nha. Con rùa bạch tạng hết trời ơi. Con rùa màu trắng luôn cơ. Wow. Hóng nha, hóng ngày 12 tới. Đây là nhận vài cái cây nữa. Không biết sao là mọi người chế tạo cây nhanh trời. Tôi lâu á, tôi bị kiểu tôi không có canh được thời gian như nhận á, nên nó hơi lâu một xíu. Tranh thủ với mọi người, cái sự kiện này sắp hết rồi đó, nhớ đổi nha. Còn có một ngày 13 giờ nữa thôi là hết sự kiện rồi, là chúng ta sẽ không thay đổi được đâu. Mình tranh thủ mình nhặt nhiều táo nè để chế tạo thật nhiều cây để làm mini game trốn tìm đó. Đó, nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh để kênh mình lên 100k sub đi. Mình sẽ làm nhiều thật là nhiều mini game trốn tìm nha. Ok, bye bye mọi người.